Apple đang phụ thuộc Trung Quốc tới mức nào? Apple là ông vua chuỗi cung ứng trong lĩnh vực công nghệ. Đế chế của Steve Jobs được cho là đã vượt qua được cả Nokia về khả năng sản xuất phần cứng trước cả khi iPhone được chào bán. Để làm được điều đó thì theo các chuyên gia, Apple đã nhờ tới cú đặt cược mạo hiểm vào Trung Quốc. Tuy nhiên, cú đặt cược đó không chỉ có chiến thắng như bạn tưởng. Vậy hiện tại, mối quan hệ giữa Apple và Trung Quốc đang như thế nào? Cú đặt cược định mệnh vào Trung Quốc. Chuyên gia nghiên cứu Kevin O'Mara nhớ lại sự bối rối của mình khi vào giữa năm 2007, Apple bỗng dưng chẳng hiểu từ đâu được xếp hạng thứ 2 trong top 25 doanh nghiệp có chuỗi cung ứng mạnh nhất thế giới, The Supply Chain Top 25. Tất cả mọi người đều bất ngờ, còn tôi thì kiểu, cái gì cơ, điều này chẳng hợp lý chút nào, họ chẳng có danh tiếng gì mấy trong ngành, ông O'Mara nhớ lại. Thực tế thì bảng xếp hạng này là dấu hiệu báo trước cho sự thống trị của Apple trong 7 năm sau đó. Bên cạnh câu chuyện về tầm nhìn và phần mềm sản phẩm, thì Apple đã thực sự đặt cả một ván cược lớn cho chuỗi cung ứng ở Trung Quốc. Nhiều người vẫn lầm tưởng Apple chỉ thuê ngoài, outsourcing tại Trung Quốc, nhưng trên thực tế thì nhà táo khuyết đã đổ hàng tỷ đô la cùng vô số tài nguyên để xây dựng một mạng lưới cung ứng sản xuất phức tạp, có chiều sâu đến mức hiện giờ có muốn rút ra cũng khó. Trong hơn 15 năm qua, Apple đã gửi những kỹ sư công nghệ và nhà thiết kế hàng đầu của mình đến Trung Quốc, đào tạo và phát triển các nhà xưởng trong hàng tháng trời. Chính những nhân viên này đã đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, đồng thiết kế để chuỗi cung ứng tại các nhà máy hoạt động ổn định. Ngoài ra, Apple cũng chi tới hàng tỷ đô la để xây dựng những thiết bị chuyên dụng cho hệ thống cung ứng của mình, đồng thời phát triển các thị trường ngách mà đối thủ của họ chưa hề để ý đến, chứ đừng nói là cạnh tranh. Sự cạnh tranh của ngành công nghệ Trung Quốc hiện nay không phải tự nhiên mà có. Tất cả là nhờ sự đầu tư và thành công của Apple đã thúc đẩy tính cạnh tranh đó. Chuyên gia O'Mara nhận định khi nói về canh bạc của nhà táo khuyết không chỉ lật đổ đế chế Nokia mà còn thay đổi cả một nền kinh tế. Tổng công trình sư của canh bạc này Tim Cook đã được chính Steve Jobs lựa chọn là người kế vị CEO vào năm 2011. Chính Tim Cook là người đã tiên phong đẩy mạnh dịch chuyển sản xuất của Apple từ Mỹ sang Trung Quốc. Thế nhưng nước đi thành công vượt trội này của Apple cũng để lại hệ lụy lớn nhất cho đế chế của Steve Jobs, đó là họ quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, nơi mà luật chơi không hề giống như ở Mỹ. Hiện hơn 95% số sản phẩm iPhone, AirPods, Mac và iPad của Apple được sản xuất ở Trung Quốc. Đây cũng là thị trường chiếm đến 1/5 tổng doanh thu của nhà táo khuyết, vào khoảng 74 tỷ đô năm 2022. Điều này hầu như trái ngược hoàn toàn với đối thủ Samsung khi hãng này đã và đang cắt giảm mạnh hoạt động sản xuất ở Trung Quốc. Thậm chí trong thời điểm căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng, Apple vẫn tiếp tục đầu tư thêm vào thị trường này. Hậu quả của động thái này là CEO Tim Cook đang phải chịu một sức ép từ chính phủ Mỹ nhằm dịch chuyển sản xuất bớt sang Việt Nam và Ấn Độ. Dẫu vậy, trong cuộc phỏng vấn với 25 chuyên gia cung ứng, bao gồm chính cựu giám đốc và kỹ sư của Apple mới đây, cho thấy nhà táo khuyết hầu như chưa thể làm gì nhiều để rời bỏ Trung Quốc. Tờ FT nhận định, câu chuyện ở đây không chỉ đơn giản là dịch chuyển đi đâu thì tốt, mà còn nằm ở ai sẽ chịu trách nhiệm cho thiệt hại này. Một cựu nhân viên Apple nói với FT, thế mạnh chuỗi cung ứng của Apple toàn là nhờ Tim Cook, điều này có nghĩa đây là lỗi của chính vị CEO này, và việc yêu cầu dịch chuyển đồng nghĩa với các nhà lãnh đạo Apple cũng phải thừa nhận trách nhiệm của mình. Chi khủng để đổi mới công nghệ. Apple không phải là công ty phương Tây đầu tiên thuê ngoài ở Trung Quốc. Tại thời điểm Tim Cook bắt đầu khai thác thị trường này vào năm 1998, thì HP hay Compaq đã có hoạt động tại đây. Tuy nhiên, khác với những tập đoàn đi trước khi chỉ chọn lựa từ những thứ sẵn có nhằm tiết kiệm chi phí và kiếm được lợi nhuận nhanh chóng, Apple có lối đi riêng. Tim Cook đã biến đổi những thứ có sẵn ở Trung Quốc nhằm thiết kế nơi này thành một chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn của Apple, kết hợp tất cả các mảng thành một hệ sinh thái phức tạp với quy mô cực lớn nhưng vẫn có độ linh hoạt cao. Trong bảng xếp hạng chuỗi cung ứng năm 2007, tất cả những công ty như P&G, Toyota hay Walmart đứng ở thấp đầu đều có mức điểm đánh giá lẫn nhau, Peer Ranking Score cao ít nhất gấp đôi so với Apple ở top. Tuy nhiên, khi so sánh về chỉ số quay vòng hàng tồn kho Inventory Turns, đo lường lượng hàng bán được so với tồn kho, thì Apple lại đứng đầu. Chính bản thân CEO Tim Cook từng mô tả hàng tồn kho như một thứ quỷ quái, chẳng khác gì những sản phẩm điện tử của Apple sẽ nhanh hỏng sau vài ngày như hàng thực phẩm cả, nên Apple đã chú trọng tới điều này.
Thành quả là ngay tại thời điểm chưa ra mắt iPhone, tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho của Apple đã cao hơn 2,5 lần so với Nokia, thậm chí là 12 lần so với Coca-Cola. Bên cạnh đó, Apple cũng đầu tư hướng dẫn tận tay để xây dựng được một mạng lưới sản xuất có tính đổi mới cao, làm tiền đề cho sự bùng nổ công nghệ sau này của Trung Quốc. Trong khi đó, những tập đoàn đối thủ thời kỳ này chỉ đưa cho các nhà máy sản xuất một tờ đơn hợp đồng và yêu cầu họ tự đi mà làm. Tờ FT cho biết, tổng giá trị các thiết bị dùng cho sản xuất sản phẩm của Apple tại Trung Quốc đã tăng từ 370 triệu đô năm 2009 lên 7,3 tỷ đô năm 2012. Cựu giám đốc Horace Dedeo của Nokia và hiện đang là giám đốc marketing của Asimco nhận định con số năm 2012 cho thấy tổng giá trị thiết bị của Apple tại Trung Quốc còn cao hơn cả tổng giá trị các tòa nhà hay cửa hàng trên toàn cầu của Apple cộng lại. Nhờ sự đầu tư mạnh tay này mà Apple đã cho ra đời những sản phẩm gây sốt cho người tiêu dùng. Ví dụ vào năm 2008, hãng ra mắt dòng MacBook Pro được sản xuất từ một khối thay vì tổng hợp từ nhiều phần khác nhau. Điều mà theo nhà thiết kế Johnny Ive của hãng là ở một mức độ chưa bao giờ có trong ngành này. Để làm được điều đó, Apple sử dụng máy thiết kế 3D CNC. Thiết bị có giá 500.000 đô la mỗi chiếc này đã được dùng nhiều thập niên, nhưng do chi phí đắt đỏ nên thường chỉ để sản xuất hàng mẫu, chứ không được dùng sản xuất hàng loạt như nhà táo khuyết. Theo FT, ba cựu kỹ sư của Apple cho hay hãng đã mua hơn 10.000 máy CNC để thực hiện công cuộc sản xuất hàng loạt, mà theo Steve Jobs gọi là một cuộc cách mạng mới hoàn toàn để sản xuất notebook. Ngay sau đó, Apple ứng dụng đà sản xuất điên rồ này với iPhone và iPad. Theo nguồn tin của FT, Apple đã ký một thỏa thuận với nhà sản xuất ô tô Fanuc để mua lại toàn bộ dây chuyền CNC của họ, và nhà táo khuyết vẫn đang tìm kiếm thêm các thiết bị khác để gia tăng sản lượng. Một nhân sự của Apple tiết lộ, các bạn có thể hiểu được rằng cho dù có toàn bộ máy CNC trên toàn thế giới, cũng không đáp ứng đủ số lượng nhu cầu của chúng tôi. Từ năm 2009, chúng tôi chỉ sản xuất được 10.000 linh kiện, thì sang năm đã là 500.000, và sang năm tiếp nữa là 1 triệu và cứ thế. Trong thời kỳ này, tiền đã không trở thành vấn đề khi công ty sẵn sàng chi lớn để gia tăng sản lượng. Mối quan hệ thắm thiết với Foxconn và chính phủ Trung Quốc. Tờ FT nhận định, sự bành trướng của Apple được chính phủ Trung Quốc chào đón nhờ tạo thêm được việc làm, đào tạo các chuyên gia bản địa, nhận thêm được đơn hàng từ tập đoàn quốc tế và là tiền đề cho sự bùng nổ công nghệ sau này. Những địa phương nơi Apple có nhà máy cung ứng thường được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, thuê được những khu phức hợp bao gồm nhà ở cho công nhân, nhà kho, gần đường cao tốc và máy bay. Năm 2009, chính quyền Bắc Kinh tung ra gói kích cầu kinh tế lớn trị giá 1,4 nghìn tỷ đô cho vay ưu đãi, với một nửa được đổ vào phát triển cơ sở hạ tầng nhằm nhanh chóng vực dậy lại nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2008. Đây cũng là thời điểm Apple có sự đột phá với iPhone 4, cũng như ra mắt sản phẩm iPad đầu tiên vào năm 2010. Cũng vào khoảng thời gian này, Foxconn nhận được đơn hàng lắp ráp của Apple. Chính ông Gould đã nhận định rằng Apple đang đánh giá thấp khả năng của mình và doanh số của họ sẽ còn bùng nổ nhiều hơn thế. Sự tự tin của cô đã dẫn đến việc Foxconn xây dựng khu nhà máy lớn ở Trịnh Châu, sau này được gọi là thành phố iPhone, và Thành Đô, sau này được gọi là thành phố iPad. Canh bạc của cô đã chính xác khi doanh số thường niên của iPhone tăng 4 lần trong khoảng 2009 đến 2011 lên 93 triệu chiếc, còn iPad thì đạt 15 triệu chiếc trong 9 tháng đầu tiên ra mắt. Vào tháng 10 năm 2010, nhà máy của Foxconn ở riêng Thâm Quyến đã có đến 500.000 nhân công sản xuất cho Apple với năng suất kinh khủng. Chuyên gia Ken Moon tại Wharton nhận định hiệu suất của lao động Trung Quốc thời kỳ này lên đến 300% và cao gấp nhiều lần so với toàn bộ lao động khác trên thế giới. Chính bản thân Apple cũng đã từng ước tính kể từ năm 2008 cho đến nay, họ đã đào tạo ít nhất 23,6 triệu lao động. Không dừng lại ở đó, Foxconn còn cung ứng chi phí nhân công giá rẻ cùng với lượng lao động dồi dào, được đào tạo tốt và có thể hoàn thành đơn hàng bất kỳ khi nào Apple muốn. CEO Tim Cook từng ví von rằng Apple chẳng thể sản xuất tại Mỹ, cũng chỉ bởi thiếu chuỗi cung ứng cần thiết. Tất cả những nhà cung ứng linh kiện tại Mỹ chắc sẽ chẳng đủ để lấp đầy khán phòng mà tôi đang phát biểu. Thế nhưng tại Trung Quốc, bạn sẽ cần diện tích tương đương vài thành phố để lấp đầy những nhà cung ứng, Tim Cook thừa nhận. Mối quan hệ song thắng hay sự phụ thuộc quá mức? Mối quan hệ giữa Apple và Trung Quốc là song thắng. Nguồn tin từ ba nhân viên từng làm việc cho cả Apple lẫn các đối thủ nhận định, khi những hãng smartphone khác muốn đuổi theo nhà táo khuyết thì họ buộc phải cậy nhờ vào nguồn cung tại Trung Quốc.
Để làm được điều này, một trong những điều kiện tiên quyết là phải hy sinh một phần bản quyền công nghệ để có thể tăng tốc sản lượng. Về phía Apple, để duy trì được nguồn cung ứng mạnh mẽ thì họ cũng giúp các nhà máy tại Trung Quốc có thêm hợp đồng, đồng thời giúp nền công nghệ sản xuất của Trung Quốc được phát triển, qua đó gián tiếp chuyển mảng thiết bị điện tử từ phương Tây về đây. Số liệu của Bloomberg Intelligence cho thấy tính đến hiện tại, Trung Quốc chiếm đến 70% sản xuất smartphone trên thế giới. Đặc biệt hơn là hệ thống chuỗi cung ứng của nền kinh tế này ở một mức độ mà rất khó để bất kỳ thị trường nào sao chép được trong ngắn hạn. Thế nhưng sự ràng buộc quá mức này lại đang khiến cho Apple gặp rắc rối khi Trung Quốc trỗi dậy trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới. Sức ép từ các chính trị gia Mỹ buộc Apple phải dịch chuyển sản xuất qua nơi khác nhằm hạn chế tạo điều kiện phát triển công nghệ Trung Quốc. Thế nhưng điều này chẳng dễ dàng. Ví dụ như ở nhà máy Foxconn, nếu họ muốn lắp đặt máy hàng siêu âm Sonic Welder, thì chỉ cần gọi bất kỳ công ty vận hành nào để xây dựng dây chuyền, cũng như thuê lao động tại Trung Quốc. Tuy nhiên điều này không thể làm được dễ dàng ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Trung Quốc có rất nhiều những công ty cung ứng, đặc biệt có những hãng làm trong thị trường ngách mà không một thị trường nào khác trên thế giới có được khả năng như vậy, một chuyên gia nhận định. Sau tất cả, Apple đã phát triển tại Trung Quốc hết mức có thể và dĩ nhiên hậu quả là họ đang phụ thuộc vào Trung Quốc quá mức. Thậm chí tác giả Aaron Friedberg của Getting China Wrong nhận định sự thật là Apple không có cách nào giảm phụ thuộc vào Trung Quốc từ chuỗi cung ứng tới cả thị trường tiêu thụ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!